Cũng trên sân nhà thì đội tuyển Myanmar đã mất hơn 60 phút để có thể ghi được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Campuchia. Quang Hải, Trọng Hoàng đánh đầu, tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ của chúng ta. Thật tuyệt vời, vâng, pha phẩm ấn tượng giữa Quang Hải và Đức Linh. Quang Hải và Tiến Linh đã cùng nhau phối hợp để ghi bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã nói về duyên ghi bàn của Tiến Linh trong chương trình bình luận trước trận đấu, rằng cầu thủ này có thể hình cao to, có khả năng chơi đầu tốt, có thể làm tường, có thể dứt điểm trong những tình huống bóng bổng. Và bây giờ thì anh chính là người đã khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Việt Nam. Một đường chuyền chính xác tới từng milimet và một pha nhảy cao đánh đầu đúng với phong cách của một trung phong từ phía Tiến Linh. Bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2018. Và là một bàn thắng mang tính chất giải tỏa rất hữu ích. Thêm một cơ hội nữa, Quang Hải, không được. Quang Hải, trong một thế trận mà đội tuyển Campuchia đã nhập cuộc khá tốt, họ chơi tương đối là tỉnh táo và đã đứng vững trong gần hết thời gian của hiệp 1, thì chúng tôi vẫn luôn nói rằng hy vọng bàn thắng đến với đội tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta đã thấy đội tuyển Campuchia chơi tốt như thế nào trước Malaysia, trước Myanmar, và điều đó tiếp tục được thể hiện trong khoảng gần 40 phút đầu tiên trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân hàng đấy. Nhưng sau bàn thắng vừa rồi của Tiến Linh thì có thể mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Bàn thắng mở tỷ số sẽ tạo nên tâm lý tốt cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, và có thể những bàn thắng tiếp theo sẽ đến. Hồng Duy, vẫn là Hồng Duy, 2-0 rồi, tuyệt vời. Những bàn thắng chỉ trong ít phút mang lại một cảm xúc thực sự là bùng nổ trên sân vận động hàng đấy. Và bây giờ thì bữa tiệc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng có ít phút thì đội tuyển Việt Nam đã có liền hai bàn thắng, một từ Tiến Linh và bây giờ là Quang Hải. Một phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn của Park Hang-seo, đó là không phải vội vàng và cứ duy trì sức ép thì điều gì phải đến cũng sẽ đến. Một pha bứt tốc ấn tượng của Hồng Duy và đường chuyền của Hồng Duy cho Quang Hải cũng chính xác và thuận lợi giống hệt như đường bóng mà Trọng Hoàng đã dành cho Tiến Linh. Bàn thắng thứ hai của Quang Hải tại AFF Cup năm nay. Và nó có một điều rất trùng hợp trong các cầu thủ ghi bàn của đội tuyển Việt Nam là 6 bàn thắng chia đều cho 3 người: Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải. Khi Hồng Duy có được bóng và đưa bóng đi sát đường biên ngang thì cơ hội đã đến rất nhiều với đội tuyển Việt Nam. Và Hồng Duy thực sự tỉnh táo khi có một đường chuyền như vừa rồi dành cho Quang Hải. 2-0 và mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn dành cho đội tuyển Việt Nam sau khoảng hơn 30 phút đầu tiên gặp khó khăn trước hàng thủ của đối phương. Trọng Hoàng, những pha bóng cho thấy sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam. Rất tốt, đó là pha băng lên của Duy Mạnh. Hồng Duy, một loạt những tình huống tranh chấp hiệu quả của các thủ chúng ta. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam theo thống kê vừa hiện trên màn hình đã có 10 cú dứt điểm, trong khi đối phương vẫn chưa có tình huống dứt điểm nào. Một thế trận và những con số thống kê hoàn toàn vượt trội dành cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Và hai bàn thắng đến với chúng ta là một phần thưởng rất xứng đáng.
Hồng Duy. Những pha phối hợp tốt bên phía cánh trái với Tiến Linh, có chiều cao rất tốt ở bên trong vòng cấm địa thì những quả tạt bổng là điều có thể sử dụng một cách thường xuyên, và bàn thắng mở tỷ số cũng đã đến từ một tình huống như vậy. Nhưng tất nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều những phương án tấn công khác đa dạng, nhất là trước một đối thủ không phải là cân bằng như đội tuyển Campuchia. Vừa rồi quý vị có thể quan sát thấy một loạt những tình huống tranh chấp hiệu quả của Đức Huy ở khu vực giữa sân. Rất mạnh mẽ. Châu Hoàng. Tiến lên. Không đúng với khung thành của thủ môn đội tuyển Campuchia. Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang thi đấu với một sự hưng phấn rất cao độ. Thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và trước một sự cổ vũ tuyệt vời như thế này của các cổ động viên thì các cầu thủ đang thi đấu đầy cảm hứng. Đường truyền của Trọng Hoàng, pha phát xuống của Hồng Duy, những cú đánh đầu của Tiến Linh và cả tình huống chọn vị trí chuẩn xác của Quang Hải nữa. Những kết quả hiện tại đang mang tới lợi thế rất lớn để giành ngôi đầu bảng cho đội tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Campuchia và đó là một tình huống dứt điểm không có gì khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam nếu như kết quả này giữ nguyên cho đến hết trận sẽ chỉ mất ngôi đầu bảng nếu như Myanmar ghi được ít nhất là 3 bàn vào lưới của đội tuyển Malaysia, một điều quá khó khăn. Lúc này thì Myanmar vẫn đang để cho đội tuyển Malaysia dẫn trước 1-0. Những màn trình diễn thuyết phục và ngôi đầu bảng là điều mà đội tuyển Việt Nam vẫn đang thể hiện và đang hướng tới. Hùng Dũng. Rất chính xác. Hồng Duy. Quang Hải. Tuyệt vời. Những pha phối hợp nhóm với nhau và buộc đối thủ phải chạy theo bóng sẽ khiến cho các cầu thủ Campuchia bị xuống sức nhanh. Đội bóng của chúng ta đang làm được điều đó bằng những cầu thủ có tư duy chiến thuật và trình độ kỹ thuật rất tốt. Những phút cuối của hiệp 1 trận đấu. Và đúng lúc này tiếng còi mãn cầu đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam đã có được 2 bàn thắng ở trong hiệp 1 này với các pha lập công của Tiến Linh và Quang Hải để vươn lên dẫn trước đội tuyển Campuchia với tỷ số 2-0.